bà ngoại để chứng minh gia đình mình là nhà tiên tri mạnh nhất Đông Bắc, đã triệu tập 72 vị tiên gia, trong đó có một vị phù hợp giúp thu hút tài lộc và xua đuổi ma quỷ. Nữ tiên nổi tiếng với độc tố và chống cự gây sợ hãi, vị tiên khổng lồ Komodo mang lại lợi ích to lớn cho anh ba. Ngay cả tiên gia có tu vi hàng tỷ năm cũng đã ghé thăm. Bà ngoại đã làm như vậy chỉ vì khi tôi mới sinh ra đã có vận mệnh Hải Kim Đồng, nếu không chăm sóc chắc chắn tôi sẽ không sống qua 6 tuổi. Vì thế mà bà ấy đã dốc hết tâm huyết để mời các vị tiên gia quan trọng. Khi bà thấy chuyện xấu đang dần đến với tôi, bà đã kể cho 72 vị tiên gia biết, khiến họ cũng bất ngờ không thôi. Không thể ngờ rằng vận mệnh của tôi lại xui xẻo đến như vậy. Nhưng từ nay, bà không thể làm gì khác ngoài việc ghi lại từng cái tên của các vị tiên gia lên bảng, tiện cho tôi khi trưởng thành có thể mời các vị tiên gia vào vị trí của họ. Như vậy tôi mới có thể sống khỏe mạnh tới 6 tuổi. Nhưng vào một ngày đặc biệt, một lão già đã xáo trộn sự yên bình của gia đình tôi. Lão già này tự xưng là một nhà tiên tri xuất sắc, và lý do ông ta đến là để thách đấu bà ngoại tôi. Trước tiên là một cuộc đối đầu giữa các tiên gia, người thua thì nhẹ nhàng quỳ xuống xin lỗi, thậm chí nặng hơn là nhà tan đạo mất tu hành bị hủy trong nhục nhã. Nghe lời thách thức của lão già, bà ngoại cười nhẹ nhàng từ chối.